Công an Cao Bằng thăm hỏi, động viên gia đình ba liệt sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Chiều mùng 9 tháng 9, đoàn công tác Công an tỉnh Cao Bằng đã tới thắp hương, thăm hỏi, tặng quà động viên thân nhân gia đình ba liệt sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào ngày mùng 1 tháng 8. Đoàn công tác đã thắp nén nhang bày tỏ sự tiếc thương trước sự hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ ba cán bộ chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy gồm thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Sự hy sinh anh dũng, quả cảm của các đồng chí để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng đội và nhân dân cả nước, thể hiện tinh thần vì nước quên thân, vì dân quên mình, tô thắm màu cờ Tổ quốc, tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng công an nhân dân là nguồn động lực thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, công an Cao Bằng nói riêng tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đoàn công tác đã hỗ trợ mỗi gia đình liệt sĩ 10 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội công an tỉnh, với mong muốn gia đình các liệt sĩ sớm vượt qua được mất mát để ổn định cuộc sống.